Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, dù đi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này, chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những thảm lúa tươi đẹp nên thơ. Hòa trong đó là hình ảnh của những người nông dân đang chăm chỉ làm việc trên những cánh đồng bao la bát ngát. Và dưới cái nhìn của các soạn giả soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền thì vẻ đẹp của họ trong lao động sản xuất thực sự được tôn vinh, bởi họ là những người góp phần quan trọng trong việc đảm bảo lương thực và nuôi sống con người. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý thính giả một số tiết mục viết về chủ đề tiếng hát từ đồng quê. Chị em ơi, trên đồng bảy tấn quê hương, nắng mưa em không quản, gió sương em không nề, trăm công ngàn việc bộn bề, khúc ca chèo em hát giữa đồng quê ngọt ngào. Mừng biển lúa tươi màu huy trong nắng ấm mi, lúa lúa cùng mi người hôm mi sớm mi vui trên đồng mi trên ruộng đồng mi tâm mi cây mi sóng lúa xanh thêm xanh thắm thiết đi câu ân tình. Rồi là tiếng lòng reo vui của người nông dân trên cánh đồng quê hương trong bài Tiếng hát từ đồng quê do soạn giả Tường Lan soạn lời, nghệ sĩ Bích Thục và Tốp Nữ trình bày theo điệu chức cầm hồi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Bến Giang quê biển soạn lời Hoàng Quỳnh Liên do nghệ sĩ Bích Thục và Tốp Nữ hát theo điệu Quân tử phu dịch.
mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Thuyền buông lưới hướng theo luồng cá lội giữa biển vàng đêm nay, yên tâm bám biển đêm ngày, canh trời giữa biển anh đây đã từng. Em ước mong sao
Vừa rồi là bài Tiếng hát trên biển quê hương do Trung Thông soạn lời theo điệu Đường Trường Bán Thước, nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và Bích Thục song ca. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe bài Từ mùa thu ấy, lời của soạn giả Xuân Cung, nghệ sĩ ưu tú Kim Đức song ca cùng nghệ sĩ Bích Thục theo các điệu Chinh Phụ và Đường Trường Thu Không. Bao nỗi xót ly thương.
Sau đây là bài Đẹp chữ lương y do soạn giả Thanh Thùy soạn lời, nghệ sĩ Bích Thục trình bày theo điệu đường trường bắn thước. Đến thăm bệnh viện Vân Đình, ra về lòng những bao tình nhớ nhung, anh hùng và tấm gương trong chữ lương y đỏ sắc hồng lương. Như ánh trăng
lạnh lùng. Ơi chiếc đi chiếc chân đàn chàng ơi, khói xếp để lạnh lùng. Tình này vui ơi xếp đi để lạnh lùng. Ơi chiếc đi chiếc chân chàng đây chàng ơi, thiếp tôi phải thời gian ý, ý. Đường về sáng sáng gian tiếng hát bến giang đình bát ngát nương dâu, nương thả lưới buông xào con thuyền chàng ở nơi nào đợi em. Kìa có
thuyền đi bên phần đại người, gió gió lòng
trăm sai mà nghỉ thang. Bằng chừng dầm cơm
vào nơi lâm thuyền lấy một mình em. Người mẹ chuyên là chuẩn chuyên. Chàng trương viên anh hỡi